Hello mọi người, lại Christian đây. Cũng như mọi người cũng đã đọc ở trong title video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người các mặc đồ để đi tán gái. Cách đây không lâu thì mình có làm một cái video trên TikTok nói về việc các bạn nam phải hạn chế việc ăn mặc chỉ để phụ nữ hài lòng mà thôi. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì mình đã có người yêu rồi, cho nên là cái việc mà mình mặc đồ theo phong cách thời trang nào đó thì nó cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng mà đối với lại những bạn nam giới nào hiện giờ ở Việt Nam yêu thích thời trang nhưng mà vẫn chưa có người yêu thì những cái phong cách sau đây sẽ giúp cho các bạn chinh phục được ánh mắt của những cô gái. Và không, chắc chắn những outfit này nó sẽ không phải là áo sơ mi, quần skinny jean và những đôi chelsea boots đâu. Nên các bạn nhớ xem hết video này nha. Khoảng khắc mà bạn xem được video này thì chắc chắn đã qua năm 2023 rồi. Vậy nên nếu như các bạn vẫn chưa có người yêu để chuẩn bị cho dịp Valentine này thì trong video này mình sẽ tìm mọi cách để giúp các bạn thay đổi điều đó. Vậy nên các bạn đừng ngần ngại bấm một nút subscribe bên dưới để đón chờ những video chất lượng như thế này tiếp theo nha. Bây giờ thì mình muốn nói về nguyên nhân vì sao những kiểu outfit tổng tài như là áo sơ mi, quần tây với là những đôi chelsea boots bây giờ đã không còn có cái tính hiệu quả như ngày xưa nữa, là bởi vì cái sự đánh đồng. Điều này có nghĩa là những bạn nam giới bây giờ khi mà ra đường họ gặp phụ nữ thì họ đánh đồng tất cả phụ nữ trên đời này đều thích cùng thứ mà thôi. Điều này ở bên tiếng Anh gọi là lack of personality, có nghĩa là nhìn bạn giống hệt với lại tất cả những cái bạn nam giới khác khi mà họ muốn tạo ấn tượng với lại các bạn nữ giới. Vậy nên là cái điều này nó tạo một cái hướng ngược lại, tại vì ai nhìn cũng giống ai hết thì có gì đâu ấn tượng với các bạn nữ, đúng không? Vậy nên là ngoài việc hướng dẫn cho các bạn mặc những cái món đồ gì thì mình cũng sẽ phân tích cho các bạn nghe những cái bạn nữ thuộc những cái style nhất định mà hiện giờ đang rất là trendy ở Việt Nam để cho các bạn biết tại sao nên mặc cái món đồ đó. Ok, bây giờ đi vào nhóm nữ đầu tiên, chúng ta có những bạn nữ theo phong cách K-core. Những cái bạn nữ này khi ra đường ăn mặc thì họ sẽ ăn mặc rất là điện ảnh Hàn Quốc luôn, thường xuất hiện với lại những cái phong cách kiểu dễ thương đáng yêu với lại đầm công chúa nè, đầm xếp ly nè, những cái chiếc áo nỉ nè, những cái chiếc cardigan oversize nè, hay cũng có thể là họ sẽ nghiêng vào một cái phong cách nó thư ký kim một chút, ví dụ như là những cái bộ suit có đường thích casual như là flare hoặc là oversize. Thì đối với là những bạn nữ này, cái wet dream của họ đúng kiểu là được quen những cái bạn nam nào cũng theo phong cách K-core Hàn Quốc với lại những cái nhìn rất là lịch lãm, rất là nam tính và cũng có phần hơi điệu nữa. Hiện giờ thì mình cũng đang tìm hiểu khá nhiều về K-core cho nam, và một trong những điều mà mình cảm thấy rất là quan trọng đó với phong cách này đó chính là fit quần. Thì những cái kiểu quần mà hiện tại đang rất là trendy với là đàn ông Hàn Quốc là street pants với lại white pants. Đối với là những bạn nam giới theo phong cách K-core thì cái việc lựa chọn phần top nó cân xứng với lại cái dáng quần đó, nó cũng rất là quan trọng để tạo một outfit. Đối với lại những chiếc quần straight pants thì việc lựa chọn phần top có cái phần skinny, có phần slim fit hơn để giúp ôm ngực và ôm cánh tay lại rất là quan trọng. Trong khi ngược lại, đối với lại những chiếc quần white pants thì các bạn sẽ lựa chọn chiếc áo oversize với chất liệu mát mẻ và thoải mái lại rất là phù hợp. Đối với lại áo thun oversize, mình cảm thấy lựa chọn đẹp nhất và kinh tế nhất là những cái chiếc áo thun oversize Aerism T của Uniqlo. Còn đối với lại những cái chiếc áo có phần slim fit á, thì mình đã thử qua rất là nhiều áo thun của Uniqlo rồi mà mình cảm thấy thật ra là nó fit không có đẹp lắm. Cho nên là mình khuyến khích các bạn nhìn vào season 4 của Mr. Simple xem sao. Khi mà mình đi vào website của Mr. Simple thì mình thấy ở season 4 của họ có những chiếc áo thun trơn có fit rất là đẹp. Có nghĩa là những cái chiếc áo thun có cái dáng ôm ở vai nhưng mà được cắt ngắn lại để giúp lộ cái phần cánh tay của các bạn ra, trông nó to hơn, nhìn nó đẹp hơn. Một chiếc áo thun vậy thì nó sẽ rơi vào khoảng dưới 500.000, cho nên là mình cảm thấy với mức giá đó các bạn cũng rất là đáng để thử đó. Để nói về giày thì lựa chọn an toàn để giúp cho các bạn nữ nhìn vào là có ấn tượng tốt ngay, thì sẽ không bao giờ sai lầm khi mà lựa chọn những cái đôi giày sneaker sạch sẽ hoặc là những cái đôi giày da, ví dụ như là derby, monstrap hoặc là những cái đôi boot. Còn nếu như level ăn mặc của các bạn cao hơn một chút thì các bạn có thể tìm đến những cái đôi giày sneaker có dáng chunky hoặc là những cái đôi boot có độ cao. Trong việc layer của phong cách K-core thì mình cảm thấy các bạn sẽ dễ dàng tạo ra những outfit đẹp với lại những cái kiểu layer như là cardigan nè, blazer nè, Macintosh coat hoặc là long coat. Các bạn nên loại bỏ cái việc lựa chọn những cái chiếc áo flannel đi. Mình thấy trên phim khá là nhiều, nhưng mà mình cảm thấy khi mà quăng những chiếc flannel vào những phong cách như thế này thì nhìn nó khá là thường. Ở đây phải nói là nó cũng còn tùy thuộc vào cái sự tự tin cũng như cái level ăn mặc của các bạn mà các bạn sẽ lựa chọn những cái món layer có phần trẻ trung hơn hoặc là có cái phần dài dặn hơn, nhưng nó là sự lựa chọn của bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với là phong cách cũng nổi trội thứ hai, đó chính là phong cách Y2K. Thì Y2K ở đây được viết tắt cho The Year 2000, có nghĩa là để ám chỉ những cái phong cách nào mà đặc biệt trendy vào cuối những năm 90 và đầu những năm 2000. Đối với là phong cách này thì các bạn nam sẽ dễ dàng nhìn thấy các bạn nữ diện những cái chiếc quần bò có dáng flare hoặc là có dáng baggy, kèm theo những cái phần top có phần màu sắc, có cái phần thiếu vải cũng như là nhìn cực kỳ thu hút ánh nhìn. Ở trong khung thời điểm này thì mình thấy phụ nữ họ đặc biệt ăn mặc có phần slutty hơn một chút, bởi vì họ tự tin với lại cái dáng vẻ nõn nà của họ, rồi họ cũng có màu da bánh mật nè, với lại một cái sự tự tin gọi là to the roof, đúng nghĩa là sập sàn luôn. Vậy nên là đây là những cái đặc điểm rất là dễ dàng nhận dạng để các bạn nhìn thấy những cái bạn nữ theo phong cách Y2K ở bên ngoài. Ở đây thì mình sẽ comment một câu mà nghe nó hơi controversial một chút, là nghe nó hơi tranh cãi một chút á. Đó là mình thấy tiêu chuẩn cái đẹp của phụ nữ ở thời điểm này nhìn rất là đẹp, nhưng mà ở Mỹ bây giờ không còn có cái nhìn tiêu chuẩn như vậy nữa, bởi vì những cái trào lưu như là feminism với lại beauty common all shape and sizes làm cho cái tiêu chuẩn về cái đẹp của phụ nữ ở đây
bị lệch lạc đi rất là nhiều, và thật sự là mình không thích để đâu một chút nào cả. Ok, bây giờ đó là các bạn nam muốn thu hút những bạn nữ theo phong cách Y2K thì các bạn nên mặc gì đây? Ở đây thì mình sẽ đặc biệt không khuyến khích các bạn nam lên mạng tìm Y2K men fashion, bởi vì khi mà các bạn nhìn vào các bạn sẽ thấy những phong cách đó có phần lè loẹt và mình đánh giá là có phần hơi quê mùa nữa. Vậy nên nếu như chúng ta không học được điều gì từ nam giới trong thời điểm này thì chúng ta sẽ học những cái điều gì mà phụ nữ họ đang làm với Y2K. Điểm chung của phụ nữ và đàn ông ở trong cái era này là họ có một cái sự tự tin rất là lớn, đó là cái hình thể của họ. Vậy nên khi mà họ lên outfit á thì họ cũng muốn gọi là đặc biệt tôn những cái đường nét trên cơ thể ở bên ngoài. Đối với lại phần quần thì những cái kiểu quần như là flare pants nè, baggy pants hoặc là leather pants thì thường xuyên xuất hiện trong những outfit của Y2K. Thì ở chỗ này các bạn sẽ đưa ra cho mình một cái lựa chọn cá nhân tùy thuộc vào những cái món đồ mà mình vừa mới list ra, và mình nghĩ các bạn sẽ không có mất quá là nhiều thời gian để tìm những kiểu quần này đâu, tại vì đó đều là những kiểu quần đang rất là trendy ở Việt Nam hiện tại. Đối với lại phần top để phối với là những kiểu quần như thế này thì thay vì lựa chọn những chiếc áo thun oversize như phong cách K-core để giúp đối xứng cho outfit á, thì các bạn sẽ lựa chọn những kiểu áo thun hoặc là những chiếc áo thun tay dài mà có phần ôm slim fit hơn để giúp tôn một đường nét cơ thể. Và mình thấy trong thời điểm này có một cái chiếc áo đặc biệt nổi trội mà đàn ông cũng mặc, đó chính là chiếc áo crop top. Ở trong tủ đồ của mình thì không có áo crop top, mình chỉ có những cái chiếc áo thun có cái dáng ôm kiểu thể thao thôi. Nhưng nếu mà các bạn cảm thấy gọi là ngoại hình của mình đẹp và tự tin với ngoại hình của mình á thì các bạn cũng nên thử chiếc crop top thử coi. Đối với lại phần giày thì chúng ta sẽ đặc biệt tìm kiếm những cái mẫu giày có phần điệu đà hơn, ví dụ như là những cái đôi boot da gót cao mũi nhọn nè, hoặc là những cái đôi derby có cái dáng chunky hơn để giúp mang toàn bộ outfit lại với nhau. Đối với lại phong cách Y2K thì họ đặc biệt tìm kiếm những cái món đồ này để giúp tôn lên cái nét đẹp hình thể của họ, cho nên là rất ít khi nào mình thấy họ layering. Nhưng nếu đặc biệt bạn cũng cần phải layering trong những cái lúc thời tiết nó gọi là nó lạnh lẽo hơn á, thì hãy tìm những cái món đồ có cái dáng ôm, có cái dáng crop để giúp gọi là cân bằng toàn bộ phía lại với nhau. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với là nhóm đối tượng thứ ba, đó chính là những bạn nữ đặc biệt thích phong cách hip hop. Đặc điểm nhận dạng của những bạn nữ theo phong cách này thì sẽ xuất hiện với là những cái đôi sneaker trendy như là Jordan 1, New Balance 990 hoặc là New Balance 550 hoặc là những cái đôi Nike Dunk. Các bạn nữ này thì họ sẽ chuộng theo những cái phong cách nó baggy thoải mái hơn, y như cái cách mà các bạn nam mặc đồ hip hop vậy đó. Thường là xuất hiện cùng với những cái chiếc áo graphic oversize đi cùng với lại những cái chiếc quần cũng baggy, ví dụ như là quần cargo pants hoặc là quần parachute pants. Mình nghĩ khi mà mình nói ra ở đây thì nó rất là no brainer vì các bạn nam nên mặc gì rồi đúng không? Nếu như các bạn đi hẹn hò với những bạn nữ này mà các bạn mặc áo sơ mi, quần skinny jean thì cái đó là lỗi của bạn thôi đó. Đối với lại phần quần thì chúng ta sẽ tìm kiếm những cái kiểu quần thể thao có cái dáng baggy, ví dụ như là màu đen hoặc là màu xám, đi cùng với lại những cái đôi sneaker mà mình vừa mới đề cập, ví dụ như là Jordan 1 nè, New Balance nè. Đối với lại phần top, việc lựa chọn những chiếc áo thun oversize là dĩ nhiên rồi, nhưng mà các bạn không nhất thiết phải đi với lại graphic oversize, tại vì bản thân của mình cũng không thích những cái kiểu áo đó lắm. Và thay vào đó, nếu như các bạn muốn tạo ra những cái điểm nhấn đặc biệt á thì các bạn có thể layer bằng những cái món đồ như là puffer jacket hoặc là windbreaker. Ở đây thì mình có mặc một chiếc windbreaker mình mới mua có cái họa tiết kiểu symmetrical với lại màu sắc đặc biệt nổi trội để giúp cho những outfit kiểu hip hop như thế này có cái phần tasteful hơn, có cái phần đặc biệt hơn thay vì là chỉ dựa vào những cái chiếc graphic oversize thôi. Đối với là những outfit thuộc phong cách hip hop thì các bạn có thể phối thêm những cái chiếc baseball cap hoặc là những chiếc nón len nữa. Ở đây thì mình chỉ có baseball cap thôi. Và ngoài ra cũng có thể đi kèm với là những cái chiếc túi, những cái chiếc túi kiểu thể thao hoặc là những cái chiếc túi canvas, nhìn vào nhìn rất là hay á. Và đó chính là cách mà các bạn nam có thể gây ấn tượng với là những bạn nữ theo phong cách K-core, Y2K và phong cách hip hop. Ở trong video này thì mình chỉ bàn về ba phong cách này thôi, bởi vì đây là ba phong cách mình cảm thấy rất là trendy ở Việt Nam hiện giờ. Nếu như mà có một cái phong cách nào mà tự nhiên nó nổi trội lên thì mình cũng sẽ làm một cái video riêng nói về phong cách đó, nhưng mà hiện tại thì mình nghĩ ba phong cách này là đã quá ok rồi. Ok, nếu như các bạn cảm thấy những gì mình chia sẻ trong video có ích cho các bạn thì mình rất là hy vọng các bạn sẽ bấm nút subscribe bên dưới, đồng thời cũng là nhấn nút like cũng như chia sẻ video này cho nhiều người xem hơn nữa. Video của tuần hôm nay là hết rồi, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong video tiếp theo nha.